chào mọi người, chào buổi sáng mọi người nha. Thì Thọ đang ngủ và có nhận được một cuộc gọi từ một anh shipper. Tại vì hôm qua Thọ có đặt hàng và hôm nay anh shipper đã giao hàng tới rất là nhanh luôn. Thì để cho mọi người không phải đợi lâu nữa, Thọ sẽ bực bí chia sẻ cái bí quyết của Thọ ngay. Và sản phẩm này là sản phẩm gì mà Thọ lại hào hứng như vậy? Đây, trên tay của Thọ chính là cái em sữa chống nắng Pure. Thì cái em sữa chống nắng này Thọ cực kỳ thích. Thì đặc biệt là cái em sữa chống nắng này thì cũng đang có rất là nhiều các chị em chúng ta đang xài luôn. Thì Thọ thấy là rất là nhiều người xài nên là cũng bon chen để mà mua xài thử. Thì với là một cái dạng sữa nên là Thọ cực kỳ thích, nên là muốn mình trải nghiệm thử như thế nào. Thì sau khi trải nghiệm thì Thọ cảm thấy rất là ok nè. Thì bây giờ Thọ sẽ cho mọi người coi cái ở bên trong là như thế nào nha. Đây, tinh tinh. Thì bên trong một cái em sản phẩm là sữa rất là dễ thương, sô cô la, và đặc biệt là màu hồng của Thọ cực thích luôn. Thì cái em này á có chỉ số chống nắng là tới 50 PA lận nha mọi người, nên là mình tha hồ và mình đi nắng mà mình không sợ nữa. Và đặc biệt em này theo dạng sữa, thì bây giờ Thọ sẽ test thử trên mặt cho mọi người xem nha. Rất là thơm luôn, mùi thơm lắm. Thì mọi người thì em này là dạng sữa Thọ cực kỳ thích. Về cái em này dạng sữa thì Thọ cũng có, trước đó thì Thọ cũng có đã có xài tới rất là nhiều em chống nắng, nhưng mà Thọ lại thấy cái em này rất là thích hợp với Thọ vì là dạng sữa và đặc biệt nó che phủ rất là ok luôn. Thì mọi người thấy rõ là bây giờ Thọ xức mới chút xíu, mọi người có thấy được không, là nó trắng hẳn như bên đây luôn. Mà mọi người chỉ cần dỗ nhẹ thôi là nó đã thẩm thấu vô trong rồi, và nó có thể che đi những cái khuyết điểm nhỏ trên cái khuôn mặt của mình luôn ấy. Và đặc biệt là khi mà mọi người thoa lên, nó sẽ không làm cho mình nó cảm giác bị bớt rứt đâu, nó thẩm thấu rất là nhanh luôn. Mọi người chỉ cần dỗ giống Thọ như vậy là được. Thì Thọ sẽ xức thử cho mọi người xem nữa bên mặt để mà mọi người cảm nhận thử thôi nha. Đó, mọi người thấy rõ không? Bên này, bên mặt này của Thọ rất là trắng luôn và thẩm thấu rất là nhanh luôn. Còn bên này của Thọ là chưa có... Nè, thì nó không có nhìn thấy rõ là bên này nó trắng nhanh hơn luôn. Thì bây giờ Thọ sẽ... test thử nửa bên mặt bên đây còn lại cho mọi người xem. Đặc biệt đó là nó có thể che phủ những cái vết thâm gơ mụn nè. Tại vì Thọ cũng mới đi nặng mụn xong thì nó có để lại vết thâm. Thì sau khi mà Thọ thoa cái này lên thì Thọ cảm giác là những cái vết thâm đó nó biến mất hẳn luôn. Nó che đi rất là tốt luôn, nên là mình không có cần phải sợ. Mình khi mà mọi người đi ra đường buổi trưa ấy, thì mọi người không cần phải dùng tới những cái em trang điểm hay cushion gì hết. Mình chỉ cần một cái lớp như vậy thôi là mình cũng có thể đủ tự tin mình đi ra đường chơi rồi. Hay mọi người thấy ạ, đó, trắng rõ rệt luôn. Và mọi người nhớ là đừng quên là thoa lên trên cổ nữa nhé. Tại vì mình dưỡng da thì mình cũng nên dưỡng cổ để cho nó đồng đều với cái da mặt của mình. Em này chất sữa rất là mịn màng và đắt, rất là đã, thẩm thấu cực kỳ nhanh luôn mọi người. Mình chỉ cần tới đây là đủ. Đã xong mọi người, theo xong, thế là xong. Thì Thọ bây giờ có thể chuẩn bị, mình chỉ cần thoa một tí xoang và mình đi ra ngoài đường mà không sợ nắng nữa. Thì cảm ơn mọi người đã xem cái clip này của Thọ. Chúc mọi người sẽ tìm được tới những cái sản phẩm này nào để trải nghiệm thử đi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.